xin chào mọi người, mình là Hằng Dâu. Chào mừng mọi người quay trở lại với Stay Healthy Easy. Hôm nay là ngày thứ tư của challenge 14 ngày ăn uống Eat Clean rồi. Và như thường lệ, cùng nhìn lại thực đơn của ngày hôm nay xem chúng ta có những món gì nhá. Không mọi người, và chúng ta đã hôm nay đã bước sang ngày thứ tư rồi đấy. Bữa sáng nay mình sẽ làm món sữa chua hoa quả ăn kèm granola homemade nhé. Đầu tiên mình sẽ cho sữa chua ra bát. Sau đó cắt lát mỏng 1/2 quả chuối và 2 quả dâu tây. Bây giờ cùng xếp hoa quả cắt lát vào bát sữa chua nhé. Nhìn những lát dâu tây nhìn thật bắt mắt quá đi. Sau đó thêm một vài quả việt quất cho xinh xẹo và cuối cùng là rắc granola lên nhé. Ta-da, xong rồi đó. Chuẩn bị cho bữa trưa thôi nào. Trưa nay mình sẽ làm món trứng đúc thịt ăn kèm với cơm gạo lứt và rau cải chip luộc. Đảm bảo món trứng đúc thịt này thì ai cũng biết làm phải không nè. Đầu tiên mình sẽ ướp thịt với một chút muối, tiêu. Sau đó đập hai quả trứng ra vào rồi trộn đều lên. Tiếp theo là thái nhỏ hành tươi. Bạn nào là team không hành chắc không thích bước này đâu nhỉ. Còn mình thì là team ăn hành, rất thích ăn hành luôn. Vậy nên mình sẽ cho nhiều hành một chút. Khuấy đều lên rồi cho vào chảo tráng với một chút dầu dừa nhé. Đợi trứng chín vàng một mặt thì dùng phới nhẹ nhàng cuộn trứng vào. Nhớ là để nhỏ lửa để trứng được chín đều bên trong nữa nha. Chúng ta thái từng miếng vừa ăn như thế này nhé. Cải chip thì mình thích tạo hình hoa kiểu này để làm cho màu mè một chút. Nhìn trông cũng khá hay ho và giống hoa hồng xanh phải không mọi người? Đem đi luộc chín nha. Rau cải luộc ăn rất ngọt và mát, cực nhiều chất xơ luôn này. Cuối cùng là xếp vào hộp cơm thôi. Cơm gạo lứt thì mình đã thổi sẵn từ hôm thứ tư rồi, mọi người có nhớ không? Mình cất đi một nửa để dành cho ngày hôm nay. Xếp trứng vào và cuối cùng là đến rau cải bông hồng xanh. Vậy là xong bữa trưa rồi đó. Tối chúng ta có món gì đây? Vẫn là một bữa tối low carb với món ăn chính từ cá, rau và đậu hũ nha. Cá ba sa mình sẽ áp chảo với một xíu dầu dừa nhé. Đợi khi cá chín vàng thì lật đều hai mặt. Sau đó xếp vào hộp cơm thôi. Mình sẽ dùng nốt vài ngọn cải chip từ lúc trưa, cũng luộc rau ăn cho thanh đạm nhé. Chỉ mỗi công đoạn là rán cá mà thôi, buổi tối chẳng cần phải động tay động chân nhiều gì luôn nè. Xếp mọi thứ vào hộp và cất tủ lạnh chờ đến bữa tối nhé. Đừng quên bữa phụ là một quả táo nhé mọi người. Vậy là menu ngày 4 đã hoàn thành rồi đấy. Mình đã hoàn thành xong menu của ngày thứ tư rồi đây. Trong 3 ngày vừa qua, mọi người có gặp khó khăn gì trong việc chế biến món ăn không? Hãy comment bên dưới cho mình biết nhé. Và mình sẽ quay trở lại vào video meal prep của ngày hôm sau. Video sẽ được lên trong ngày mai. Tạm biệt mọi người.